Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tú Lâu Đài cùng các anh em chiến hữu nhận được lời mời đến với công trình của chùa Ba Vàng để trang trí một số tác phẩm tranh tường tại đây. Giới thiệu qua với mọi người đây, ngôi chùa Ba Vàng thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thì là quá là nổi tiếng rồi, không nói thì hầu hết ai cũng biết. Đấy, thì hôm nay là anh em nghệ sĩ, họa sĩ bốn phương quy tụ về đây để thực hiện một số tác phẩm tại chùa. Đấy, thì lát nữa tôi sẽ mời mọi người đến công trình để tham quan thực tế và quy trình làm việc các tác phẩm. Còn bây giờ sẽ giới thiệu các thành viên tham dự trong cái live show này nhỉ. Đầu tiên là lớn tuổi nhất là chú Túc Trần là nghệ nhân đến từ Yên Phong, Bắc Ninh. Đấy, tiếp theo là bên cạnh tôi áo xanh đây là học trò đây là Cưng Quân Nê đến từ Thái Bình. Đấy, bên này đây đứng nữa đây không rồi. Đấy là anh Nghĩa tranh tường Tuấn Kiệt, Facebook là tranh tường Tuấn Kiệt nha. Đến từ Lương Tài, Bắc Ninh, là một cây bút rất là xuất sắc trong giới mỹ thuật trang trí. Còn cái vị áo xanh này mới mấy hôm trước xuất hiện, mới cái đầu trọc nốc là anh Hưng đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Đây, ở đây là những cái cây bút rất là được tôi cũng là nhà chùa chuyển nữa, rất là kỹ càng thi công rất nhiều công trình và có những cái tác phẩm rất là xuất sắc, thì được đến đây để anh em cùng hợp tác tạo nên những tác phẩm cho được nhiều công chúng được chiêm ngưỡng hơn. Đây, hôm nay anh em đang có mặt tại chùa Ba Vàng buổi sáng ngày hôm nay ngày bao nhiêu? 2 âm lịch. 2 âm lịch. 2 âm lịch. 2 tháng 10. Dương lịch 26, 25. Thì anh em cũng xuống đây được khoảng một tuần rồi, nhưng mà hôm nay mới làm một cái clip nó có nội dung đầy đủ để giới thiệu đến mọi người các tác phẩm sắp tới của anh em chúng tôi. Bây giờ thì xin mời mọi người tới tham quan chùa Ba Vàng trước khi tới vị trí cần vẽ để xem các quy trình anh em thực hiện tác phẩm nhé. Rồi, đây là cổng chùa Ba Vàng này. Xây dựng rất hoành tráng nhiều năm rồi, đến nay vẫn đang trong quá trình tiếp tục xây dựng, trong đó những cái hạng mục về vẽ tranh rất nhiều, cũng tại đây cũng quy tụ rất nhiều đội nghệ nhân anh em trong giới mỹ thuật đóng góp khắp mọi miền tổ quốc, quy tụ về đây đóng góp tác phẩm. Đây là phía kia là nhìn ra thành phố, trung tâm thành phố Uông Bí này, là phía trước mặt. Đâu đây em quay video để đăng YouTube thôi. Đăng YouTube nó nét hơn. Còn đâu trước mình lấy video này mình đăng lên Facebook vẫn được mà. Đây, phía nát nữa sẽ đưa mọi người tới cái nhà, tòa nhà 2 tầng trắng trắng này. Đấy là gọi là nhà thọ trai, tức là nơi ăn chay của Phật tử. Đấy, tử và các tăng ni. Thì chúng tôi đang vẽ tranh ở khu vực đấy. Còn mời mọi người tham quan phong cảnh chùa Ba Vàng một chút đã. Thank you.
Đây, xin giới thiệu mọi người, tôi đang đứng ở trong chính điện của chùa Ba Vàng. Đấy, tại đây là có rất nhiều tác phẩm tranh tường, nhưng mà là của các anh em của tổ thi công trước, cách đây nhiều năm rồi. Đấy, xin mời mọi người chiêm ngưỡng qua các tác phẩm của các anh ấy. Phía nằm trước mặt là đại giảng đường chùa Ba Vàng. Đấy. Trên này là sẽ để dành cho các ngày lễ hội Phật tử về lễ Phật, sẽ tập trung sang bên này. Nghe nói là sức chứa khoảng hơn 10.000 người. Ở trên giảng đường này thì có những hạng mục vẽ tranh tường cũng rất lớn ở phía trong. Bây giờ xin mời mọi người vào tham quan. Đây là đang đi từ chùa chính đi sang. Trông ở xa này thôi nhưng khi bước vào trong cảm giác như đứng rộng mênh mông như sân vận động. Đứng ở trên này có thể nhìn được bao quát cảnh chùa. Phong cảnh bên dưới rất là đẹp. Phía kia có ống khói kia là chắc là nhà máy nhiệt điện rồi đấy. Điện Uông Bí. Đấy là nấu cơm theo phong cách thợ điện đấy. Đây là đứng ở trên đại giảng đường nhìn về phía khu vực chùa chính. Chính điện này đấy. Đây là mọi người đi vào trong ngoài xem nhá. Đây đang xây dựng ngổn ngang này. Đấy, trong
các bức tường lớn này là nhà chùa dự định vẽ tất cả bức tranh tường này, các cái xung quanh này, vòng xung quanh luôn, mênh mông một sân vận động luôn. Giờ đi xuống khu vực nhà phụ trai nữa. Nơi anh em đang, tất cả anh em đang vẽ dưới đấy. Nhà thọ trai ở bên này nhưng mà anh em đang vẽ ở phía tầng dưới cho nên là phải đi vòng ở đây. Đây là đã tới trước cửa khu vực nhà thọ trai. Các tác phẩm anh em đội chúng tôi đang thi công là khu vực trong này. Đây là người bạn đồng hành của tôi đây. Đã chờ ở đây từ sáng sớm. Chốt cửa rồi. Thế phải một người đi vòng đường kia thôi, Quân đi vòng đường kia mở cửa đi. Đây là khu vực
thi công. Thank you.
bức sen này là của hai nghệ nhân này, Trần Công Túc và Hưng Đỗ đây. Rất là sắc nét. Các tác phẩm tại nhà thọ trai này được vẽ hoàn toàn trên bề mặt kính nha mọi người nhá. Xin giới thiệu lại với mọi người, đây là nghệ sĩ Đỗ Hưng đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Từ nhà anh lên đến đền Gióng cũng 15 km thôi. Ai thích đi du lịch Sóc Sơn thì liên hệ với anh nhá. Facebook là Hưng Đỗ. Anh có cái bài vẽ sen rất là ấn tượng. Đường nét rất là sắc sảo, hình khối rất là rõ ràng. Bên phía tay trái đây là cũng một cây bút cũng xuất hiện rất nhiều gần đây trên gần đây và lâu rồi trên Hội Mỹ thuật Trang trí Việt Nam này. Gần đây và lâu rồi. Chắc là rất nhiều người đã quá quen thuộc với gương mặt rồi. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Túc Trần. Cảm ơn. Quê ở Yên Phong, Bắc Ninh. Cách đền thờ Lý Thường Kiệt 1,5 km. À, ven bờ sông Cầu. Đấy, quay phía sau này là rất dễ bị nhầm với Tú Lâu Đài. Đấy, vì đi hai chú cháu đi rất dễ bị nhầm hình dáng, vóc dáng khuôn mặt tương đối là giống nhau. Đi hai bố con. Thi công tranh kính này là một cái hạng mục thi công rất phức tạp. Đấy. Mà chỉ trong nội bộ biết được thôi, quy trình thôi. Vì bề mặt kính nó khác với lại bề mặt tường. Để mà bám dính được cái màu này là một vấn đề. Đây, bức này cũng là bức của tôi đang vẽ, cũng sắp hoàn thiện rồi. Bức hoa cúc này, bức này là bức biểu tượng của chùa Ba Vàng là hoa cúc. Bên này là bức sen hạc của anh Nghĩa. Hay là mọi người còn biết đến anh với gọi là nghệ danh Facebook là Tranh Tường Tuấn Kiệt. Anh đến từ quê hương Nương Tài Bắc Ninh. Chào bà con nhé. Hình khối rất chuẩn, hình tạo dáng vẽ hạc là một trong những bài vẽ cực kỳ khó, vì là nếu mà vẽ chỉ sai một chút thôi là có thể nhìn nó thành con ngỗng ngay. Chính vì độ khó của các bức tranh nên các anh em tham gia ở đây là toàn những người có kinh nghiệm lâu năm cũng như là cái tố chất nghệ thuật rất cao. Mới có thể thực hiện được những bức tranh khó như thế này. Còn bức tranh sơn thủy này là
chủ đạo là Tú Lâu Đài. Đấy, cùng tập thể anh em tham gia tạo nên cái tác phẩm này, mới vừa hoàn thiện được khoảng 80%, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nốt các chi tiết. Ngồi vào đi em. Đây là quân Lê ART là một trong những học viên thời kỳ đầu của Tú Lâu Đài, là những học viên có tiềm năng, rất tiềm năng, trẻ tuổi nhưng mà lại rất tiềm năng, thậm chí là có những cái vượt trội hơn so với những anh em học viên lớn tuổi trước. Đấy. Tương lai anh sẽ đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà những tác phẩm gọi là để đời. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là nghệ nhân nghệ sĩ Tú Lâu Đài. Đấy, chen này còn một bước nữa anh. Đằng trước mặt lúc này một bức tranh nhưng của đội anh em đội trước vẽ thôi, không rõ tác giả. Đây là chùa rất nhiều lần chúng tôi xây dựng hạng mục cái này, cũng nhiều anh em đến đây tham gia. Đây cũng là một tác phẩm chưa hoàn thiện ở Tú Lâu Đài, mới được cái phần cơ bản thôi. Đội vẽ của Tú Lâu Đài đang ra nghỉ dài lao để đi tham quan khu di tích thắng cảnh rất nổi tiếng ở Quảng Ninh, đó là khu di tích Yên Tử. Đây là đoàn đang ở dưới chân núi, đang nhìn lên đỉnh núi Yên Tử, mây mù bao phủ. Đoàn gồm có lớn tuổi nhất chú Trần Công Túc, đây là anh em đang cho cá ăn này. Nó nhìn rất tinh luôn này.
Cá này không thịt được. Con nào là thịt bé nhỉ. Ôi cái loại đô phi này nó đẻ ra, nó ăn mồi mà nó chỉ đẻ không 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 bằng nuôi cái chép này. Đẻ lắm lắm. Chào. Chào ơi. Ngoài có em vào tinh hơn à? Hôm đoàn đi tham quan thì trời cũng rất là rét. Đoàn dừng dưới chân núi và cũng đấy nhìn thấy cảnh các anh em thanh niên mặc quần áo cộc như thế này, đoàn thấy rất là xót, chịu rét. Chưa thấy có cái gì. Có gì đó chỉ có cảnh quan đi, như chú cháu mình thích về phong cảnh đẹp thôi. Sau chuyến đi đoàn này tiếp tục trở về chùa Ba Vàng và thực hiện bức tranh tường phía sau hậu cung của đại điện. Đây là tôi đang đi phía ngoài sân. Bây giờ đây là đang đứng ở trên nhà thờ tổ đi xuống dưới bậc thang này, là đây là bức tường này chính là hậu cung của chính điện chùa Ba Vàng. Đấy, sẽ vẽ bức tranh phong cảnh tại bức tường này. Bây giờ là anh em chú cháu đang đứng để đo đạc cũng như là bàn phương án để thi công. Bây giờ anh ta đang tiến về phía tường và anh ta đã rút thước ra rồi. Đấy. Hai chú cháu mà. Đang đo đạc rất là cẩn thận. Tỉ mỉ. Để chia bố cục dựng cảnh cho nó chuẩn xác. Nên là đánh dấu rất kỹ.
Quay đây. Đi chưa? Đáp được hai cái quay nhau thì em quay ban nghệ sĩ nha. Chơi những quả huyền thoại. Trông cứ nhìn lâm sung. Hơi ác đấy. Bút pháp rất là điêu nghệ. Cây bút dài nhất Việt Nam. Chiều dài của nó lên đến khoảng 6 mét. Đây có lẽ là bức sơn thủy siêu to, siêu khổng lồ trong truyền thuyết. Và hôm nay nó chính thức được mặc ngoài đời. Thế thế nào? Siêu to khổng lồ của anh Tú lâu đài Vlog.
cứ phải gọi là rực rỡ. Mai mình mang đi nhé. Thôi ông hãy về đi. Nối trong huyền thoại đi. Hay em hát chim thấy xíu à? Gậy ngắn gậy này. Sau khi đó là cái nét bút đến đâu thì quay đến đấy, thậm chí là có thể là hơi kéo màn hình như thế này là nó kéo gần này. Zoom vào này là bị hết. Đang quay rồi đấy. Ra đây.
Thank you.
tạt luôn. Thank you.
Tháng ngắm điện thoại này để xoay những cái điểm đây nó thu nhỏ lại để mình dễ quan sát. Coi như nó có cái mẫu trong này gì mẫu cái mẫu là cháu tự sáng tác ra xong là trình chư tăng phê duyệt. Thế vậy cháu thuộc mẫu rồi không cần nhìn mẫu. Tất cả cái tranh to này là phải dùng cái xào tre kìa. Đấy, nối vào hơn 5 mét. Xong đứng ở tiếp vài bậc là sau đứng đây cầm vẽ. Đấy. Vẽ định vị hết toàn bộ xong mới bắt đầu tô màu. Vâng. Tầm xa này nhìn mọi người đứng bên cạnh bức tranh này, trông như kiểu là đang đứng ở một cái trước mặt là những dãy núi thật luôn. Đấy, thu vào điện thoại này mới nhìn mới giống kiểu như thế. Không, cảnh này là vẽ cảnh hoàn toàn thanh tịnh. Nơi Phật ngự này là vẽ hoàn toàn thanh tịnh.
tranh dán à? nếu mà không nhìn thấy người vẽ trực tiếp này thì chắc là đoán là tranh 3D. Cái này cháu có ghi lại tài liệu từ lúc mình vẽ mà sao mình đăng mạng để là nó có cả cái các công đoạn vẽ từ đầu luôn. Này, người đi đây thì cứ tin là đấy, thấy chưa? Trong đấy, như này, cứ như là đi trong cái vườn khung cảnh này. Đấy, không cần không nhìn thấy cái khung kia thì nhìn như đây, nhìn như chị này đang đứng ngắm trời ngắm đất. Đang nhìn đúng không? Tự nhiên nhé. Đấy. Có mấy cái ghế đá kia không phải lên ngồi lên như kiểu ngồi ở trên sườn núi thật đấy nhá. Phải nói là như ảnh thì đẹp nhỉ. Đây không cần là tự vẽ tố vã con phải chú đẹp nào bức này mấy tháng này gần tháng. Là nhìn như là sườn núi thật luôn. Đấy. Đây quay cảnh không có cái khung này đấy, không nhìn như là mọi người đang ngắm cảnh thật luôn này. Đấy như này. Đấy trông như là đứng nhìn xuống trong lũng sườn núi luôn. Đây là mọi người đang hướng về Tam Bảo, nơi Phật ngự. Đằng sau là những dãy núi. Đấy đứng đây này, đứng đây nhìn qua điện thoại thì mới giống này. Đấy, thấy chưa? Nó nổi. Bỏ mấy cái ghế ra, điều hòa cái này chẳng khác gì lời nghĩ là thật. Đấy, chú kia chú vào. Mình cứ đứng với bạn ma hậu với lại ca sĩ thì không ổn. Đi vào máy chú không nhỉ?
Cái này là miêu tả cảnh trong trí tưởng tượng của em thôi, của nghệ sĩ. Không các thầy và không còn về ý của các chư tăng nữa chứ đâu có phải kết hợp của vừa ý tưởng của nhà chùa với lại chỗ này sẽ là nơi nhiều điểm tụ chụp hình. Có anh nhẹ nhàng đơn giản tiêu chuẩn cao thế chỉ cần khác thôi, thật là dễ mà nó dễ xài nhưng mà bao giờ cũng khác hơn là cứ đòi đứa cao cứ học hơn vậy thật. Đúng, người ta phụ nữ thì dưới một mình một tí đúng nó còn thần dục theo một cái này nữa. Chứ mà nhưng mà như trong nghĩ này kinh nghiệm ấy, lấy vợ là phải như này, lấy cái cô nào mà cô ấy chăm chút bản thân ít thôi càng đúng. Bức tranh này là hoàn toàn là do cháu tự nghĩ ra sáng tác, cháu sẽ chứ phối cảnh là... bằng trên điện thoại với áp sát thảo bằng trên giấy tờ in trong đầu là mình thế là ý tưởng rồi là mình ở trong óc rồi mình cứ thế mình nghĩ ra đúng không? Vâng, cứ quan tự mình sáng tạo ra thì mình phải nhớ chứ là trình chưa tăng phê duyệt đấy thì vẽ phóng to lên. Thì rồi đấy là ý tưởng của các chư tăng này, của thầy các sư phụ như thế. Đây là cảnh thanh tịnh, đây là nơi Phật tọa, phía sau lưng của Đức Phật là những dãy núi. Vẽ cảnh thanh tịnh. Còn theo góc độ nhãn quan thông thường ấy, kể cả cháu vẽ theo nghĩ là cho nhân vật hoặc là cảnh chim muông hiêu nai chẳng hạn đấy, thế nên là thông thường. Còn đây là các thầy vẽ cảnh thanh tịnh thì không đưa những cái Thank you.
áo này cũng là do cháu tự thiết kế làm thủ công để trang phục riêng trang phục riêng của cháu. Dạ. Cháu vẽ bức này hơn nửa tháng rồi. Nhiều chi tiết nửa tháng là nhanh ấy. Vì là thuần thục kỹ năng rồi, nhưng với những họa tiết này thông thường mà vẽ thì hàng vài tháng. Vì cháu vẽ là nhưng không đến đâu được đến đấy chứ không thể sửa chữa gì cả. Nên là vâng, mới được như vậy. Mà nhìn kể cả nhìn ở gần vẫn thấy đẹp chứ không phải là như người khác của tranh thì nhìn xa, như đây nhìn gần cũng vẫn thấy đẹp. Nó vẫn tinh tế mà. Cái mức độ tinh tế của nó. Cao vời vợi. Nhìn như chụp. Có mấy cô trước còn bảo là tranh in tranh 3D dán vào, nếu mà không bình thường mà đến đăng chùa lễ chùa mà lại không nhìn thấy người vẽ này thì là nghĩ là nhiều người sẽ nghĩ là ảnh chụp trong hoặc là in dán lên. Như các bác các chú thì vào riêng đúng dịp xem vẽ thì thường thi công những bức tranh này không biết là vẽ kiểu gì nên không nghĩ là vẽ. Người nào tinh mắt hoặc là ấy thì mới biết. Mua bức mang về treo. Thank you.
Quá đẹp luôn. Đấy. Rồi hai người. Rồi. Đấy, tất cả mọi người đồng loạt vào. Cũng được, đứng ở trên ghế cũng được. Tranh cao quá cho nên mọi người có thể đứng ở trên ghế, hàng ghế cũng được.